Nhận được tình báo mới nhất, diệt hồn điện ở trong Ác Linh Thành. Một đêm đều chết bất đắc kỳ tử. Diệp thần, cậu nói đây là thủ bút của ai? Không biết, nói nữa, là ai thì quan trọng sao? Sao tôi lại cảm thấy có mùi âm mưu thế nhỉ? Tôi cũng thấy thế. Nếu là như vậy, có phải hay không là đám hải tộc kia giở trò? Từ trước đến nay, bọn chúng đều là muốn đi ra khỏi hải vực, chiếm lĩnh các nơi đất liền của tu tiên giới. Vì thế bọn chúng luôn là không từ thủ đoạn. Nếu bọn chúng muốn khiêu khích chiến tranh giữa các thế lực nhân tộc lớn, cũng không phải là không thể. Thôi, trước tiên đừng xoắn xít chuyện này nữa. Binh đến tướng chặn, nước đến đất trở là được rồi. Tiếp theo chúng ta vẫn là tìm người chút giận trước đã. Ta tán thành, tư chất của ta tuyệt đối mạnh hơn bọn chúng. Trước đó bọn chúng thắng ta chỉ là do may mắn thôi. Thập Vân Tiên, xem ra là người rất nóng lòng, muốn chứng minh bản thân mình nhỉ. Cút, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta chờ ngươi đánh bại ta. Ta cũng vậy. Tiểu Thạch vẫn là câu nói đó, nếu ngươi muốn ăn đòn, lão tử rất vui lòng thu thập ngươi một trận. Mẹ kiếp, đừng nói cho bổn hoàng tử biết, các ngươi đều đã từng thu thập hắn. Thập Vân Tiên, bình tĩnh chút, có gì mà phải kinh ngạc như thế? Tiểu Nghị, bản đại gia dạy ngươi một điều này, ở bên cạnh tên diệt thần này thì phải biết điều một chút, nếu không rất dễ bị ăn đòn đấy. Bổn hoàng tử xưa nay luôn biết điều mà. Lão đại, bên cạnh đám người này, chẳng lẽ đều bị lão đại đánh cho một trận rồi sao? Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Nếu không, mọi người đều là yêu nghiệt trong số những kẻ yêu nghiệt. Tại sao chỉ có lão đại là khiến bọn họ phục tùng như vậy? Trong lúc mọi người đang nhàn rỗi trò chuyện, Phi Thiên Ma Phương ở dưới sự điều khiển của Ngạo Thiên vinh vào đi về phía trước. Đây chỉ là mới bắt đầu, tiếp theo chúng ta phải xử lý người của một số thế lực nữa, để bọn họ nghi kỵ lẫn nhau, sau đó đổ tội cho các thế lực lớn. Đến lúc đó bọn họ đánh nhau, chúng ta chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đánh nhau là được rồi. Mà kỳ kết, Kỳ Đạo Tông làm đầu một số thế lực, cộng thêm sát thủ các lâu và chân bảo các, đều là mục tiêu đổ tội không tồi. Quy tiền bối, đề nghị không tiếp nhận, chỉ là Kỳ Đạo Tông cùng với một số thế lực kia rất khó đối phó. Chúng ta có thể tìm kiếm đột phá từ trên người diệt thần bọn họ. Bọn họ hình như có dây dưa với các thế lực lớn. Huyền Câu Tử tiền bối, ông thấy là thủ bút của ai? Vậy mà dám chọc giận diệt hồn điện đến chớp. Nhìn khắp toàn bộ tu tiên giới, thế lực hoặc là cao thủ có dũng khí trêu chọc diệt hồn điện, đến trên đầu ngón tay cũng được. Quả thực là như vậy, lại là một phen sóng gió rồi. Nhưng mà đối với Kỳ Đạo Tông mà nói, chẳng phải là một cơ hội ngàn năm có một sao? Này này này, muốn rớt bổn đại gia, nhanh chóng ra tay đi. Cơ hội không thể bỏ lỡ, thời cơ không đến hai lần. Bỏ qua thôn này, sẽ không còn tiệm này nữa đâu. Bổn đại gia chịu thua, tên này tuyệt đối là cố ý. Tức chừng bọn họ hẳn là sẽ không ra tay đâu. Đúng vậy, bọn họ cũng không dám chọc giận Trục Phượng tiền bối đến chất đâu. Có lẽ vậy, chán thật. Thay đổi thời gian thôi, sư phụ và Thạch tiền bối hẳn là sắp đến Ác Linh Sơn Lâm rồi. Khốn kiếp, vốn dĩ còn định ra tay với diệt thần bọn họ, sau đó đổ tội cho thế lực khác. Nhưng mà tên này vậy mà không ra bài theo lẽ thường. Trước đó nghĩ đủ mọi cách đều không tìm được bọn họ, bây giờ vậy mà lại quang minh chính đại, phô trương thanh thế. Dạ So Vương, bây giờ chúng ta làm sao? Lão quỷ, ngươi thấy thế nào? Bây giờ chỉ có thể chờ thôi, chờ Huyền Câu Tử và Thạch Cảm Đương bọn họ đến đây, đến lúc đó xem có cơ hội nào để thừa cơ mà vào không. Trong nháy mắt, tất cả cường giả hải tộc ở đây đều im lặng, mọi người cũng không cần nản lòng, chắc chắn không cần bao lâu nữa, những lão quái vật cùng cấp bậc với Trúc Phụng bọn họ đều sẽ đến Ác Linh Lâm thôi. Dù sao đã rất lâu rồi không có ai độ tiên nhân kiếp, họ chắc chắn sẽ đến quan sát một chút. Cũng tuyệt đối có người sẽ không để Huyền Cơ Tử và Thạch Cảm Đương phi thăng thành công, đến lúc đó chặn. Các ngươi có vẻ rất vui. Huyền Cơ Tử tiền bối, chúng ta, các ngươi hải tộc lại dám đánh chủ ý lên đồ đệ của bần đạo. Nếu đã như vậy, các ngươi hãy cứ ở lại đây mãi mãi đi. Lão giả chỉ là phất một cái phù trầm, xung quanh vậy mà diễn biến ra một mảnh thực vật, vô số hải tộc tử tinh tinh trong nháy mắt bị diệt, mà bầu trời lại đột nhiên mây đen dày đặc. Có vẻ như sư phụ và Thạch tiền bối đã đến Ác Linh Lâm rồi. Tiên nhân kiếp của bọn họ chắc sắp đến rồi. Xem ra lời đồn không sai, thực lực của bọn họ đã sắp không áp chế nổi nữa rồi. Lôi vân bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, cái này đã không kém gì lôi kiếp của bản đại gia lúc trước rồi. Đông Hoàng tiền bối, sư thúc tổ, chúng ta có chắc chắn không rời đi sao? Cái tiên nhân kiếp này, cái ngốc này mới đến đâu chứ? Đây còn chưa tính là tiên nhân kiếp cấp cái gì. Đông Hoàng nói không sai, nói trước đây ta đã từng chứng kiến tiên nhân kiếp hai lần. Tiên nhân kiếp còn đáng sợ hơn cái này nhiều. Ngay lúc bọn họ đang trò chuyện, Ác Linh Lâm phía dưới đột nhiên xuất hiện chấn động. Đông Hoàng, người mau dẫn bọn họ chạy đi. Không thành vấn đề. Nhiều cửu kiếp tán tiên kỳ, cường giả đỉnh phong tuyệt thế như vậy cũng không nhịn được nữa sao? Mẹ mơ. Các vị, chúng ta nên bắt đầu đại khai sát giới rồi. Mạnh nhất lại chỉ là lục kiếp tán tiên kỳ thôi sao? Vậy thì vừa hay, bản đại gia hoàn toàn có thể đối phó được. Tốt. Rớt rớt.
Lũ người này rốt cuộc cũng đến rồi. Mọi người, bần đạo sắp độ tiên nhân kiếp rồi. Các người có phải nên nhanh chóng rời đi không? Huyền cơ tử, ác linh lâm là của các người đạo tông sao? Chúng ta vì sao phải rời đi? Thật là buồn cười. Lão quỷ chính tông. Hừ, Huyền cơ tử, hôm nay người nhất định phải bỏ mạng ở ác linh lâm. Không tồi, bản tọa cũng cho là vậy. Thật náo nhiệt, không biết ta đến có đúng lúc không? Còn ai nữa không? Cùng ra đây đi. Huyền cơ tử, ngươi vẫn luôn kiêu ngạo như vậy nhỉ? Bởi vì bần đạo có vốn liếng để kiêu ngạo. Ngươi, ngươi động thủ hay ta động thủ? Vãn bối rất hân hạnh được hiệu lực. Khốn kiếp, hai tên khốn kiếp này lại dám khinh thường chúng ta. Chói. Thú vị, có vẻ như thiên phú thần thông của tên thạch cám đương kia đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ rồi. Ra đây đi, tuy các người rất yếu, nhưng bản tọa không tin các người sẽ cứ như vậy mà chết. Trước mặt bản tọa mà còn không chịu nổi một đòn. Thật không biết các người lấy đâu ra dũng khí khiêu khích. Huyền cơ tử tiền bối. Ngươi. Chính tông, yêu nhân tộc, diệt hồn điện. Các ngươi thật sự không phải cường giả đỉnh phong chân chính ra sao? Loại hàng sắc vừa vặn đột phá cửu kiếp tán tiên này. Cũng dám ra mặt. Bản tọa đến 3 tiếng. Không ra thì rớt bọn họ tới trời trước. 3, 2. Thạch cảm đương, ngươi chán sống rồi. Lùn vương, ngươi nói không sai. Thạch cảm đương đúng là chán sống rồi. Ai cảm đương, ngươi sao dám? Diệt hồn điện chúng ta chỉ có 3 vị cường giả đỉnh phong cửu kiếp tám tiên. Bây giờ ngươi lại dám rớt một người. Diệt hồn điện và thạch nhân tộc thấy bất lưỡng lập. Từ hôm nay trở đi, diệt hồn điện và thạch nhân tộc thấy bất lưỡng lập. Các ngươi rốt cuộc cũng chịu ra rồi. Bản tọa còn tưởng các ngươi muốn tiếp tục giả chết cơ đấy. Ha ha ha. Chỉ là 3 tên phế vật mà thôi. Rớt thì rớt. Tiếp theo đến lượt các ngươi rồi. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?